Hiện tại chúng mình đang đồng hành cùng Hackbeer Shop. Shop vẫn đang có một vài sản phẩm cũng như ưu đãi khá thú vị. Anh em nào quan tâm hãy để lại thông tin dưới phần bình luận để nhận ưu đãi nhé. Cảm ơn em. Chào anh em, nếu anh em đã đọc tiêu đề của video này thì chắc chắn anh em sẽ biết rằng video này của TVT News sẽ nói về Kamen Rider DK và giả thuyết về tập thứ 32. Đây là một video tương đối nhạy cảm, cho nên trước khi vào vấn đề thì mình muốn lưu ý với anh em một vài điều nhé. Và vẫn sẽ như mọi khi trong video này, mình sẽ spoil một vài chi tiết của TV series và các movie về anh Thập, cho nên anh em hãy cân nhắc trước khi xem video này. Video này là quan điểm cá nhân của TVT News chúng mình. Nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn trong trường hợp anh em thấy không cùng quan điểm với chúng mình, hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để chúng mình biết được, chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau nha. Video này không mang tính chất ủng hộ DK Boo theo bất cứ hình thức nào, cho nên những bình luận theo kiểu như là DK mạnh nhất hay DK vô đối thì chúng mình sẽ xin phép được loại bỏ nha. Chúng ta hãy văn minh lên để cộng đồng của tư cư sách sư trên toàn thế giới được phát triển rộng rãi hơn nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, còn bây giờ thì chúng ta vào việc thôi. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Như chúng ta đã biết, diễn viên Inoue Masahiro, người vào vai Kaduya Tsugasa, Kamen Rider DK, đã xác nhận rằng không hề có tập 32 nào cả. Đoạn review về tập 32 được lên sóng ở cuối tập 31 vào năm 2009, chỉ là một vài cảnh phim mà đạo diễn Hidenori Ishida, người cầm trịch TV series Kamen Rider DK, đã tưởng tượng ra về dự án Movie War năm 2010. Đây là một phần phim crossover giữa DK và W. Ok, mình hoàn toàn đồng ý với những ý kiến và thông tin chính thống này. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều thứ mà dường như chúng ta chưa bao giờ có được câu trả lời thích đáng cả. Nhiệm vụ của Kamen Rider DK nó có ý nghĩa như thế nào đối với đa vũ trụ và Narutaki là ai? Có thật là nhiệm vụ của DK chỉ đơn thuần là tiêu diệt các Rider và từ đó sáng tạo ra những thế giới mới như Wataru Kurenai đã nói ở tập 1 và tập cuối hay là không? Nếu vậy thì tại sao Narutaki lại muốn ngăn cản DK nếu nhiệm vụ của Tsukasa là mang lại một cái kết vô cùng tốt đẹp cho toàn bộ đa vũ trụ? Và trước khi đến với bữa ăn chính thì chúng ta sẽ sơ lược về hành trình của Kamen Rider DK trong series năm 2009 nhé. Kaduya Tsukasa là một thanh niên hành nghề chụp ảnh dạo với xuất thân không rõ ràng. Anh ta cư trú tại một tiệm chụp ảnh và hình thành mối quan hệ khách chủ với ông cháu nhà Natsumi. Một ngày thật đặc biệt đã diễn ra, những bức tường xuyên không của Aura Curtain xuất hiện khắp mọi nơi trong thành phố và đem các kaijin và quái vật của các thế giới đến thế giới mà Tsukasa và Hikari Natsumi đang sinh sống. Chúng bắt đầu tàn phá mọi thứ trong thành phố trong một tình huống không thể nào bắt buộc hơn. Kaduya Tsukasa đã nhận DK Driver và hay xin hành Kamen Rider DK. Anh cố gắng cứu lấy thế giới nhưng mọi thứ vẫn thất bại. Sau khi được đưa đến rìa của không gian và có cuộc trao đổi nho nhỏ với Wataru Kurenai hay Kamen Rider Kiva, Kaduya Tsukasa biết được sự tồn tại của chính thế giới của các Kamen Rider tiền nhiệm và thông báo rằng DK sẽ là người hủy diệt các Kamen Rider. Tsukasa Kaduya quyết định bắt đầu cuộc hành trình xuyên không của mình để tìm được danh tính bản thân và thế giới thật sự mà mình thuộc về. Tuy nhiên, thay vì hủy diệt các Kamen Rider, Kaduya, Tsukasa và Natsumi đã trở thành bạn bè và giúp đỡ cho các Kamen Rider. Và trong hành trình này, Kamen Rider DK còn kết nạp thêm một người bạn, đó là Onodera Yusuke Kamen Rider Kuga, để tiếp tục hành trình của mình. Kamen Rider DN Kaito Daiki, một siêu trộm và có vẻ như anh ta biết điều gì đó về xuất thân của Tsukasa Kaduya. Siêu trộm này cũng dõi theo hành trình này cùng nhóm của Kamen Rider DK. Hành trình này còn có một người luôn muốn ngăn chặn nó, một người đàn ông vô cùng bí ẩn có khả năng di chuyển xuyên các thế giới, đó là Narutaki. Ông vẫn luôn tung tin đồn rằng DK sẽ phá hủy các thế giới và là một tên ác ma. Những diễn biến cao trào nhất chỉ thật sự xuất hiện trong tập 30. Đây là khi Dai Shocker, phản diện lâu đời nhất của dòng phim Kamen Rider, đang cố gắng bành trướng thế lực của mình trong đa vũ trụ. Obologais, phản diện của Kamen Rider X, là một trong những tướng lĩnh của Dai Shocker. Bằng một cách nào đó, hắn đã khiến cho các thế giới của các Kamen Rider nhập lại làm một, tạo ra một thế giới mới mang tên Rider World, thế giới Rider hỗn chiến. Các Rider phải chiến đấu với nhau để thế giới của họ là thế giới duy nhất được tồn tại, và thậm chí một vài thế giới khác còn phải liên kết với Shocker để nhận được sự khoan hồng từ tổ chức độc ác này. Kaduya Tsukasa và những người bạn cố gắng ngăn cản các Kamen Rider chiến đấu với nhau,
đâu, và giải thích cho họ rằng chỉ cần hợp lực ngăn chặn Đại Sắc Cơ thì có lẽ mọi việc sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, sau 5 lần 7 lượt nghi ngờ lẫn nhau thì các Rider vẫn hợp tác với nhau để tiêu diệt ở Bologais. Nhưng sự hợp nhất giữa các thế giới vẫn không dừng lại. 8 trên 9 Rider thuộc 9 thế giới khác nhau đã biến mất cùng với thế giới của họ. Lúc này các Man Rider khác lần lượt xuất hiện và tấn công Kadoya Tsukasa. DK không biết phải làm gì khác ngoài việc hét lên rằng hãy tới đây, tôi sẽ hủy diệt tất cả. Cảnh phim khép lại khi Kamen Rider Tien chĩa xuống vào Kadoya Tsukasa và kèm theo đó là một tiếng nổ lẫn tiếng hét của Natsumi Hikari Dekedo. Và đó là sơ lược về tập 30 và tập 31 của Kamen Rider DK. Và lưu ý rằng đây là bản phim đầu tiên chứ không phải là bản đã được chỉnh sửa bởi đạo diễn sau đó không lâu. Ngoài ra TV series này còn hai phim điện ảnh khác là Kamen Rider DK The Movie On Rider vs Shocker, phần phim tiết lộ danh tính của Kadoya Tsukasa, và Movie War năm 2010 Kamen Rider DK Final Chapter, một cái kết cho hành trình của Kamen Rider DK. Thành thật mà nói thì mình là một người biết đến Kamen Rider từ rất sớm, cụ thể là Kamen Rider Rookie. Mình đã được xem từ hồi 5 tuổi cơ đấy. Và mình chỉ thật sự thích dòng phim này nhờ Kamen Rider DK được phát hành sau đó 7 năm. Thật sự, mình rất thích series này. Mặc dù sau khi nhìn nhận lại rõ ràng thì so sánh với những series khác cùng kỳ thì Kamen Rider DK là một phần phim có nội dung không quá xuất sắc. Tuy nhiên, mình khá ấn tượng với series Hiệp sĩ mặt nạ thập kỷ. Không phải chỉ bởi vì diễn xuất tuyệt vời của Inoue Masahiro mà mình khá thích ý tưởng của phần phim này, đó là về thuyết đa vũ trụ, một vũ trụ riêng của các Kamen Rider. Đa vũ trụ là một lý thuyết mà các nhà làm phim trên toàn thế giới vẫn quan tâm và muốn khai thác. Mình sẽ đưa ra một vài cái tên điển hình sử dụng thuyết đa vũ trụ này. Ví dụ như The One năm 2001 của Lý Liên Kiệt, Triangle năm 2009, Another Earth năm 2013, hay gần nhất là siêu phẩm Spider-Man No Way Home năm 2021. Vì thế, Kamen Rider DK là một phần phim gây ấn tượng với mình cực kỳ bởi vì lý thuyết về thế giới song song nó luôn cuốn hút mình từ những ngày đó, nên mình thật sự khá thất vọng khi phim chỉ dừng lại ở tập 31 một cách chóng vánh như vậy. Giả thuyết Time Kamen Rider DK tập 32 sẽ như thế nào dưới cái nhìn của TBT News? Theo những hình ảnh mà chúng ta có được từ trailer của tập 32, chúng ta sẽ có cốt truyện như sau. Nối tiếp những sự kiện đã xảy ra ở tập 31, lúc này Kamen Rider DK phải chống lại các Man Rider khác và sau đó ăn một phát đạn từ Kamen Rider Tien, người bạn thân nhất của mình. Trên thực tế thì Tien không có lý do nào để tấn công Kadoya Tsukasa cả, vì trước đó anh ta đã khá tin tưởng vào DK rồi còn hỗ trợ cho Tsukasa tiêu diệt Obologais, để mà ngay sau đó lại trở mặt và tấn công DK thì điều này thật sự là quá lost street đúng không? Mặc dù Tien cũng sợ biến mất và khá sốc khi Asumu AR Hibiki biến mất trước đó, nhưng Kamen Rider Tien thật sự không phải là một kiểu anh hùng chiến đấu vì chính nghĩa đâu. Anh ta chỉ có một mục đích chính, đó là truy lùng những bảo vật ở các thế giới mà thôi, và anh cũng là người duy nhất liên quan khá nhiều và biết đến xuất thân của Kadoya Tsukasa. Nếu Tsukasa là một mối đe dọa đến những mục đích ảnh hưởng đến những kho báu của anh ta thì có lẽ Tien đã không thực hiện những hành động như là kết bạn với Tsukasa rồi. Kaito tấn công Tsukasa vì đã thỏa thuận với Narutaki để nhận được lá bài Power Up của Kamen Rider Tien trong tập 29 của series này. Vì thế, DK trong trường hợp này có lẽ sẽ không bị thương bởi vì Tien sẽ cố tình bắn trượt và đánh lạc hướng các Rider khác nhằm giúp Tsukasa chạy đi. Tuy nhiên, Narutaki sau hơn 28 tập chỉ đứng yên đó chỉ trỏ và nhờ các Rider khác tiêu diệt DK thì lần này ông ta đã quyết định can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. Trong khi những Rider khác đang bị đánh lạc hướng bởi Tien, Narutaki đã lẻn ra phía sau và bắt lấy Kamen Rider DK giống với cảnh phim trong trailer tập 32 và tiết lộ chiếc máy ảnh của Kadoya Tsukasa được treo trên cổ ông ta. Giống như dự đoán của một vài fan trong cộng đồng Tokusatsu, Hikari Natsumi cũng thắc mắc rằng có phải rằng Narutaki chính là Kadoya Tsukasa đến từ tương lai hay không? Tuy nhiên, lúc này Narutaki tiết lộ rằng ông ta không phải là một Kamen Rider DK đến từ tương lai, mà vốn dĩ Kamen Rider DK cũng có vô số những biến thể khác nhau trong đa vũ trụ, và các Kamen Rider DK này đều có nhiệm vụ là phải phá hủy các thế giới và tiêu diệt những Rider nhằm đảm bảo sự sáng tạo sẽ diễn ra. Narutaki là một nạn nhân ở một đa vũ trụ hoang tàn, nơi mà một biến thể của DK đã trở nên độc ác. Hắn trở thành kẻ hủy diệt mọi thứ, tiêu diệt các Kamen Rider lẫn tàn phá thế giới của ông ta, và đây chính xác là những điều đã
xảy ra trong giấc mơ của Natsumi ở tập 1. Narutaki và gia đình của ông đã bị DK truy sát. Cả gia đình của Narutaki đã thiệt mạng, chỉ còn lại duy nhất mình ông ta, là người duy nhất sống sót sau sự tàn phá thế giới của Kamen Rider DK. Narutaki bằng một cách nào đó đã ăn cắp được sức mạnh di chuyển xuyên thời không của tên ác ma DK và khiến hắn mắc kẹt ở vũ trụ đó mãi mãi. Tuy nhiên, dù có khả năng xuyên không, nhưng Narutaki không thể thay đổi những sự kiện đã diễn ra ở thực tại của mình. Ông ta quyết định đi tìm những vũ trụ khác để tìm câu trả lời, mong muốn rằng sẽ xây dựng lại thế giới của mình. Tuy nhiên, trong hành trình này, ông ta đã vô tình nhìn thấy rằng trong đa vũ trụ còn tồn tại rất rất nhiều Kadoya Tsukasa khác nhau. Bởi vì ám ảnh cực kỳ kinh hoàng về những điều mà Kamen Rider DK đã gây ra cho thế giới của ông ta, khiến cho ông ta cực kỳ căm hận đối với Kadoya Tsukasa. Narutaki cho rằng mỗi Kadoya Tsukasa đều là mầm mống của tai họa. Ông ta đã du hành xuyên các đa vũ trụ, tìm cách ngăn chặn các Kamen Rider DK khác nhau trong hành trình của họ. Và điều này lý giải vì sao Kadoya Tsukasa hay Kamen Rider DK không có bất cứ câu chuyện nào riêng cho mình, vì đa phần các câu chuyện đó đã bị Narutaki ngăn chặn, khiến chúng kết thúc một cách chóng vánh bằng cách này hoặc cách khác. Và chiếc máy ảnh kia chính là chiến lợi phẩm của Narutaki, lấy được từ việc ông ta đã giết Kadoya Tsukasa ở một vũ trụ nào đó. Sở dĩ hành trình của Tsukasa, nhân vật chính của phần phim này, vẫn được tiếp diễn vì anh ta không hủy diệt ai cả và chỉ kết bạn với những Rider ở những thế giới mà anh ta đi qua mà thôi. Đây là một điều rất khác biệt với những biến thể khác của Kamen Rider DK trong đa vũ trụ, và nó nằm ngoài tính toán của Narutaki. Kết thúc cảnh quay hồi tưởng quay lại với hiện thực, sau khi Narutaki công khai danh tính thật sự và chia sẻ về lý do mà ông ta căm thù DK đến vậy, ông ta cho rằng tất cả vấn đề đều xuất phát từ Kadoya Tsukasa và muốn Kamen Rider DK phải bị tiêu diệt trong mọi thực tại. Narutaki ra lệnh cho Ultimate Kuga, người đã bị kiểm soát trước đó, tấn công Kamen Rider TN vì anh ta đã phản bội và đang có ý muốn giải cứu cho Tsukasa. Lúc này, một bức tường thời không Aurora Curtain hiện ra theo lệnh của Narutaki, đưa lão già trung niên và Kamen Rider DK đến một thế giới khác. Lúc này, Narutaki hét to rằng bản thân Kadoya Tsukasa cũng sẽ bị hủy diệt bởi chính hắn. Kamen Rider TN cố gắng đuổi theo Narutaki thông qua bức tường của không gian, thời gian. Cùng với đó là sự truy đuổi của Kamen Rider Ultimate Kuga. Các Kamen Rider trong trận chiến trước đó cũng biến mất và bỏ lại Natsumi một mình chơi vơi giữa vách núi huyền thoại. Nơi này vừa xảy ra một chiến vô cùng khốc liệt giữa các Rider, vậy mà ngay sau đó chỉ còn lại mình cô ta. Natsumi gục ngã, nhưng sau đó đành phải trở về tiệm chụp ảnh cùng với ông nội Eijiro Hikari. Natsumi-chan nhìn vào tấm backdrop treo tường, thứ mà họ đã dùng để du hành xuyên qua các thế giới trước đó. Lúc này, bức hình Rider đại chiến đã được thay đổi. Một bức tranh mới đã xuất hiện, miêu tả một nơi hoang toàn và gần như nơi này đã trải qua một sự kiện kinh hoàng nào đó. Ông nội của Hikari thấy được bức tranh này và ông ta bắt đầu hét lên rằng đây là thế giới thật. Điều này khiến Natsumi hoài nghi rằng những sự kiện diễn ra trong suốt thời gian qua có phải là một giấc mơ và thế giới của cô ấy đã bị phá hủy rồi hay là không. Tuy nhiên, tấm backdrop này dù đã giúp cho nhóm Tsukasa du hành sang các thế giới, nay đã trở nên vô dụng rồi. Có nghĩa rằng Natsumi và ông nội đã mắc kẹt lại thế giới Rider Tyson do Daisoker tạo ra. Lúc này, điều họ có thể làm duy nhất đó là mong chờ và hy vọng Tsukasa cùng những người bạn có thể trở về từ một nơi nào đó. Cảnh quay xoay sâu vào khung cảnh thế giới thực của tấm backdrop. Đây là nơi Kadoya Tsukasa tỉnh lại. Kamen Rider DK đã khá sốc vì những cảnh vật trước mắt anh ta. Một thành phố hoang tàn cũ nát đến mức ánh nắng của mặt trời dường như không thể chiếu đến nơi này. Hầu hết cảnh quan xung quanh của anh ta là một sa mạc rộng lớn. Anh chỉ có thể nhìn thấy một thành phố cũ nát từ phía xa. Tsukasa tự hỏi đây là nơi nào và điều gì đã xảy ra với nơi này. Phải chăng đã có điều gì đó rất kinh khủng diễn ra cho nên nó mới trở nên hoang tàn như vậy. Đây cũng là lúc những Man Rider khác xuất hiện và bắt đầu truy sát anh, bao gồm Agito, Ryuki, Ray, Hibiki, Kabuto, Den-O và Kiva. Tsukasa đành phải trốn chạy đến thành phố hoang tàn kia. Anh ta đặt chân đến thành phố nơi mà gần như không có bất kỳ ai sinh sống. Tuy nhiên, Tsukasa vẫn dễ dàng nhận ra đây là thành phố mà anh và Natsumi đã từng sinh sống trước đây ở thế giới của cô ấy trong tập 1. Trong khi Tsukasa đang ngẩn ngơ về những điều đã xảy ra với thế giới này, những vụ nổ nhỏ vẫn đang diễn ra ngay cả khi anh ta đứng ở đó.
Tsukasa không may chạm trán với những người dân còn sót lại trong thành phố này. Họ được trang bị súng và ăn mặc theo kiểu quân đội, hệt giống như những lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng đương đầu với kẻ địch, và đội trưởng của họ không ai khác chính là Natsumi Hikari. Tuy nhiên, đây chỉ là một biến thể nào đó của cô ta trong đa vũ trụ mà thôi. Một vài tiếng nổ khác diễn ra và thứ chúng ta được chứng kiến chính là Kamen Rider TN đã bị Mighty Kuga hạ gục và sự vây quanh của các Rider khác. Kaito Daiki bị Yusuke Onodera lúc này đang bị kiểm soát hạ gục một cách thê thảm. Siêu trộm của thế giới Kamen Rider nhìn về phía Tsukasa và nói rằng: "Tsukasa ơi, cậu đừng chết nha." Kamen Rider DN nói xong, sau đó ngất đi và đồng thời cũng để lộ vị trí hiện tại của anh thập. Nhóm phiến quân dưới sự lãnh đạo của Natsumi lúc này họ phải chỉ súng về Tsukasa và hát lớn lên rằng: "Chúng tôi sẽ tiêu diệt DK Do." Mặc dù không hiểu gì nhưng Tsukasa đành phải hy sinh trở thành Kamen Rider DK nhằm bảo toàn tính mạng của mình. Anh cố gắng chống trả lại đám phiến quân, tuy nhiên những Man Rider khác đã xuất hiện và bao vây lấy anh. Tsukasa đành phải tiếp tục chống trả một lần nữa với chính Man Rider, giống với những hình ảnh xuất hiện trong opening của phần phim này. Sau đó, với sức mạnh của Kaito, Kamen Rider DK đã nâng cấp bản thân lên hình thái Complete Form và sử dụng sức mạnh bản thể Kuga Kamen Rider Ultimate tạo ra một vụ nổ lớn và chuồn khỏi cuộc hỗn chiến này. Tuy nhiên, Tsukasa di chuyển không được xa thì tại một bãi biển gần thành phố, anh thập đã bị Yusuke Onedera hay AR Kuga đuổi kịp. Yusuke nhanh chóng biến đổi thành Kuga Racing Ultimate Form, hình dạng Kuga mà anh ta đạt được trong trận chiến On Rider vs Daishoker, và phải đối đầu với Kamen Rider DK Complete Form. Cuộc chiến diễn ra giống như trong giấc mơ của Natsumi ở tập 2. Rising Ultimate Kuga và DK Complete tấn công nhau bằng những đòn tấn công năng lượng mạnh nhất của mình, tạo ra một vụ nổ lớn. Và vì chưa quen với sức mạnh mới này, Yusuke đã trở về hình dạng con người và ngất xỉu sau cuộc chiến. DK Complete lúc này đang hương tích đầy mình, cố gắng lại gần và gọi tên Yusuke. Tuy nhiên, một người khác đã can thiệp vào cuộc chiến này, một người vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ với chúng ta, đó là Hikari Natsumi của thời đại này. Narutaki cũng xuất hiện từ phía sau, ông ta cười to và khoe mẽ về vũ khí bí mật của mình. Chú dê nhỏ Kivala bay đến và cắn Natsumi này, sau đó điều khiển cô ấy hiện sinh thành Kamen Rider Kivala. Kamen Rider Kivala nhanh chóng tham chiến và tấn công DK Complete, do đã bị trọng thương sau khi đánh nhau với Kuga trong trận chiến trước đó. Kamen Rider DK lúc này không thể chống lại Kivala và bị cô ấy cho ăn hành miễn phí, giống như trong trailer của tập 32 vậy. Những đòn tấn công của Kivala khiến DK phải giải trừ biến thân và trở về hình dạng con người. Đây là khi Kivala rút thanh gươm của mình và chuẩn bị kết liễu Tsukasa. Cùng với đó là sự reo hò của Narutaki rằng mặc dù đây là một thế giới khác, nhưng chết dưới tay của người mà mình từng hy sinh để cứu mạng thì thật là đau đớn đúng không Tsukasa Kadoya? Tuy nhiên, một vài vụ nổ nhỏ khác đã diễn ra khiến cho những nhân vật của chúng ta mất tập trung. Một giọng nói dường như quen thuộc đến mức lạnh gáy vang lên từ phía sau Tsukasa. Không thể tin được, đó là giọng nói của chính bản thân anh ta. Một biến thể khác của Tsukasa có phần đen tối xuất hiện trước mặt họ. Narutaki có phần e dè vì sự xuất hiện của kẻ này. Đây là Kamen Rider DK của thế giới thật. Hắn tự nhận mình là Kamen Rider DK thật, kẻ đã tàn phá thế giới này. Từ đây mạch truyện chính của chúng ta sẽ có hai Tsukasa, nên mình xin phép gọi DK của thực tại mà Narutaki sinh sống là DK hủy diệt. Còn Kadoya Tsukasa, nhân vật chính của chúng ta, thì mình xin phép gọi anh ta là Men Kadoya Tsukasa để dễ phân biệt nhé. Lúc này Men Tsukasa của chúng ta thể hiện sự bất ngờ và thắc mắc rằng người trước mặt là một biến thể của mình hay chăng. Còn tên DK hủy diệt kia cũng thắc mắc, nhưng hắn cười một giọng thật đểu cán và cho rằng mọi chuyện thật thú vị. Ngươi chính là một biến thể của ta trong đa vũ trụ này ư? Hắn tiến đến đấm vào mặt Men Tsukasa của TV series và cho rằng cậu ta thật yếu đuối. DK hủy diệt Henshin và truy cập vào hình thái Kamen Rider DK Complete với phần ngực và vai là các Rider khác của chính DK Complete. Điều này phản ánh việc tên Tsukasa độc ác này không quan tâm đến những Rider khác, mà đa phần hắn khá ích kỷ và chỉ muốn bản thân mình đứng trên tất cả. Hắn nhanh chóng tấn công Kivala một cách không thương tiếc, áp đảo cô ấy. Tâm lý của Men Tsukasa khi chứng kiến cảnh này thật khó tả. Anh ta thắc mắc rằng bản thân mình thật sự là một ác ma ở thế giới này hay sao? DK biến thể của chúng ta đã tung ra một đòn tất sát Final Rear Attack Rider cực mạnh, tiêu diệt Natsumi trước mắt của Men Tsukasa. Anh thập của chúng ta lúc này khá sốc vì những điều đang xảy ra. Tên DK hủy diệt độc ác hướng mắt về Narutaki khiến lão ta lùi lại trong sợ hãi. Kẻ hủy diệt thế giới này nói với Narutaki rằng ông rất cố gắng đấy, nhưng mọi chuyện thật vô nghĩa lão già. Ta đã nhìn thấu được kế hoạch bẩn thỉu của ông từ lâu rồi. Đến đây, mình xin giải thích
thích một tí để anh em hiểu rõ hơn về vấn đề đã xảy ra nhé. Quay lại ở cảnh phim trong tập 1, Tsukasa đã trở thành Kamen Rider DK nhằm cứu lấy thế giới của Natsumi và có cuộc gặp gỡ với Wataru Kurenai ở trung tâm của các thế giới. Và theo lý thuyết của đa vũ trụ, con người chính là trung tâm của vũ trụ, và khi họ đứng trước hai lựa chọn một cách do dự, cho dù họ có lựa chọn như thế nào đi nữa thì thế giới mới cũng sẽ được sinh ra từ lựa chọn còn lại của họ. Lý thuyết đó đã xảy ra và đúng với trường hợp này. Tsukasa đã do dự và không biết rằng anh ta nên tiêu diệt các Rider hay là giúp đỡ và kết bạn với họ. Tuy nhiên, Tsukasa ở thế giới thật đã chọn tiêu diệt các thế giới và các Kamen Rider. Và từ đây, thế giới thật đã phân nhánh thành hai thế giới khác nhau. Lựa chọn kết bạn và du hành để giúp đỡ các Rider đã được hiện thực hóa và tạo nên hành trình mà chúng ta đã xem trong TV series. Còn vốn dĩ, theo hành trình của thế giới thật thì Tsukasa đã vẫn du hành qua các thế giới và tiêu diệt các Rider khác nhau. Anh ta dần mất đi nhân tính và phá hủy luôn thế giới mà Natsumi sống. Vì thế, Natsumi và Narutaki ở thế giới này luôn muốn tìm cách tiêu diệt Kamen Rider DK. Như mình đã nói ở trên, hắn đã mất đi sức mạnh du hành xuyên thời không nên chỉ có thể bị kẹt ở thế giới này vĩnh viễn. Nếu bạn thắc mắc rằng vì sao DK độc ác không tấn công hành trình của Tsukasa, nhân vật chính của chúng ta, vì đơn giản thôi, hai DK đều có 9 AR World khác nhau để du hành và cuộc du hành của họ lại ngược hướng với nhau nên hành trình của họ sẽ trở thành hai hành trình vô cùng khác nhau chứ không theo một lộ trình nhất định. Và kết thúc phần flashback ở đây, DK hủy diệt nói rằng có lẽ ông đã biết về việc ta không còn tồn tại được lâu nữa đúng không, Narutaki? Narutaki cười lớn và tiếp tục tiết lộ rằng Kamen Rider DK, giá trị tồn tại của ngươi đã hết, ngươi sẽ sớm tan biến thôi, tên độc tài đáng chết. Giá trị của ngươi thuộc về đa vũ trụ và chính là đại diện cho sự hủy diệt trong vũ trụ rộng lớn. Và việc ta đã khiến ngươi ở đây quá lâu sẽ khiến đa vũ trụ phủ nhận sự tồn tại và giá trị hủy diệt của bản thân ngươi. Ngươi sẽ sớm biến mất thôi. Vậy ra đó là kế hoạch của lão à. Lão chờ đến khi ta biến mất khỏi thế giới này và mang tên DK yếu đuối cuối cùng đến để giày vò hắn ta. Nhạt nhẽo làm sao, Narutaki ạ? DK hủy diệt trả lời một cách vô cùng bình thản. Men Tsukasa của chúng ta thắc mắc, nếu sự thật là như vậy thì vì sao bản thân của cậu ta không biến mất? Narutaki giải thích rằng bởi vì những thế giới mà ngươi đi qua sẽ dần tan biến và hợp thể với nhau trở thành một. Dù ngươi có muốn phá hủy các thế giới đó hay không, nhưng sự tồn tại của ngươi, bản chất của ngươi chính là sự hủy diệt rồi. Cuối cùng, các thế giới cũng bị hủy diệt bởi chính ngươi mà thôi. Và Dai Shocker chỉ đẩy nhanh quá trình đó giúp cho ngươi thôi. Kamen Rider DK có liên kết chặt chẽ với đa vũ trụ. Narutaki chỉ tay về phía DK hủy diệt và quát lớn rằng, tuy nhiên hắn ta thì khác, liên hệ với đa vũ trụ của hắn đã không còn do ta đã lấy cắp đi sức mạnh du hành của hắn và giờ hắn sẽ sớm tan biến vì vũ trụ sẽ làm điều đó thay cho ta. DK hủy diệt ngắt lời của Narutaki. Đúng vậy, ta sẽ sớm biến mất thôi. Nhưng ông cho rằng nếu ta biến mất, ông có thể thoát khỏi lời nguyền hay sự ám ảnh về Kamen Rider DK ư? Vừa nói, kẻ hủy diệt thật sự nhìn về phía Men Tsukasa của chúng ta. Hắn bắt lấy Tsukasa trước khi anh ta kịp chạy thoát. Và đây là khi hai biến thể duy nhất của Kamen Rider DK từ hai thực tại khác nhau chạm vào nhau. Một sự cộng hưởng kỳ lạ đã diễn ra. Và điều đó đã xảy ra với Men Tsukasa. Cậu ta ngã xuống với một phần mặt của mình được biến đổi thành các Kamen Rider tiền bối, giống với phân cảnh trong opening của TV series Kamen Rider DK. Men Tsukasa ngã xuống đất và ngất xỉu. Narutaki bất ngờ trước nước điên này của Kamen Rider DK hủy diệt vì không biết nên làm gì tiếp theo trước những điều đang xảy ra trước mắt ông ta, cho nên Narutaki đành phải rời đi trước khi DK Complete bắn cho hắn ta vài phát đạn vào mặt. Và Narutaki còn không quên câu nói quen thuộc của mình, đó chính là Onore DK. Sau đó DK của thực tại này cũng biến mất và để lại Kadoya Tsukasa một mình nơi bãi biển không một bóng người. Tuy nhiên, sự cộng hưởng kia vẫn không ngừng ảnh hưởng đến Men Tsukasa. Những ký ức của DK hủy diệt và của anh ta kết nối với nhau. Tsukasa đã nhìn thấy bản thân mình giết chết các AR Rider khác, từ các Showa đến Heisei Rider. Những người đồng đội từng được DK giúp đỡ đều chính bị bản thân Kamen Rider DK tiêu diệt và hạ sát từng người một. Hơn cả thế, rất nhiều những thế giới khác cũng bị DK hủy diệt nốt. Ở thực tại này, dường như Kamen Rider DK thật sự chỉ là một kẻ hiếu chiến. Hắn chọn cách hủy diệt các thế giới nhằm tạo ra sự sáng tạo, tuân theo lời của Kurenai Wataru. Sau khi tỉnh dậy, Tsukasa chỉ thấy một mình Yusuke đang bất
tỉnh Narutaki hay bản thể độc ác của Kamen Rider DK cũng đã biến mất. Tuy nhiên, thay vì đánh thức Yusuke, những cơn đau đầu cùng những ký ức đã luôn cứ xuất hiện trong đầu của Tsukasa Kadoya. Điều này khiến nhân vật chính không biết phải làm gì tiếp theo, và anh ta cho rằng thậm chí bản thể đen tối của mình cũng đã tiêu diệt các Rider khác, phá hủy rất nhiều thế giới, nhưng sự sáng tạo mà Wataru đề cập đến vẫn không được diễn ra. Còn những việc mà anh ta đã làm là kết bạn với các Rider khác lại không được đa vũ trụ chấp nhận, và vẫn bắt buộc Kamen Rider DK phải tiêu diệt các thế giới theo cách này hoặc cách khác. Vậy thì đa vũ trụ chỉ xem anh và những biến thể khác như một công cụ để phá hủy các thế giới Rider thôi ư? Tsukasa trở nên trầm lắng đến mức ngã xuống biển, và đây là cảnh phim xuất hiện trong trailer, từng được nam diễn viên Inoue Masahiro đề cập đến trong buổi phỏng vấn. Nếu vũ trụ đã muốn vậy thì phải chăng Kadoya Tsukasa nên chấp nhận định mệnh của bản thân mình, trở thành kẻ hủy diệt và tìm kiếm sự sáng tạo trong đa vũ trụ rộng lớn? Có lẽ đây là con đường duy nhất mà anh ta phải chọn. Tsukasa đã có quyết định của bản thân mình. Anh đứng dậy, di chuyển khỏi mặt biển. Tuy nhiên, trùng hợp thay, Yusuke lúc này cũng tỉnh dậy và nhìn thấy Tsukasa. Bằng cách nào đó, anh Thập đã triệu hồi được bức tường Aurora Curtain, quay lưng về phía của Yusuke và nói rằng tôi sẽ hủy diệt tất cả các Kamen Rider và đó là sứ mệnh của tôi. Tsukasa Henshin, và đây là khi Tsukasa chấp nhận những giá trị của bản thân mình, trở thành kẻ hủy diệt thật sự. Điều này khiến Rider Cat của DK chuyển đổi thành một phiên bản ác quỷ Kamen Rider DK Violent Emotion được khai sinh. Sau đó, DK bước vào trong bức tường và quay về thế giới Rider Taisen. Yusuke chỉ kịp đuổi theo và nói rằng tôi sẽ ngăn chặn cậu bằng mọi giá. Cảnh phim quay về với những phân cảnh trong thành phố hoang tàn. Lúc này, Kamen Rider TN Kaito Daiki tỉnh dậy, quay lại với thế giới của Rider World, nơi mà Natsumi và ông nội Hikari đang mắc kẹt lại. Natsumi đã mơ tới mơ lui một giấc mơ trong suốt nhiều ngày qua và mong mỏi chờ đợi mọi người trở về. Bất ngờ hơn, bức tranh backdrop treo tường trước mặt Natsumi được thả xuống với một bức tranh mới. Bức tranh này miêu tả các thế giới đang va vào nhau. Cảnh phim quay sang Kadoya Tsukasa lúc này đã trở về thực tại gốc. Anh ta đã chấp nhận giá trị của bản thân mình trong đa vũ trụ. DK sẽ tiêu diệt các Rider khác nhằm tìm kiếm giá trị thật sự để cân bằng giữa sự hủy diệt và sự sáng tạo. Tiếp theo đó là những sự kiện trong Kamen Rider DK Final Chapter Movie 2010 được diễn ra. Và trên đây là quan điểm cá nhân cũng như giả thuyết của TBT News chúng mình về Kamen Rider DK tập 32. Nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để không bỏ qua các video tương tự của TBT News nhé. Còn nếu anh em nào có ý kiến khác, hãy để lại dưới phần bình luận để chúng mình biết được và học hỏi thêm. Còn bây giờ thì thanks for watching and bye bye.